Xin chào anh đang theo dõi kênh Vinh Hành Audio. Hôm nay em sẽ thanh lý một cái cặp bass treo lo nha, dòng nội địa Nhật về, rất là chắc chắn nha anh em. Anh em có thể chỉnh hướng nè, chỉnh hướng góc xéo nha. Và dòng nội địa Nhật thì nó sẽ có thiết kế luôn cái dây treo an toàn nha. Và cái dây này thì ta sẽ bắt vào lo nha, để chống rơi. Khi mà nó sẽ bị rớt cái ốc này ra thì nó vẫn còn cái dây an toàn này nha, rất an toàn cho lo. Dây dặn và chắc chắn nha anh em, không phải như là những cái cặp bass tại Việt Nam nha. Rồi anh em có thể treo những cái cặp loa karaoke, treo tường chỉnh hướng nha. Rồi và nó sẽ kèm theo là bốn cái ốc xịn luôn nha, bốn ốc để bắt loa nè, bắt vào cái bát treo. Bát treo xịn sò hàng nội địa Nhật nha. Phần này thì anh em sẽ lắp vào tường nè, và phần này thì lắp vào loa nha. Đây là bốn cái ốc của nó đây, bốn ốc để nó lắp vào loa. Rồi với cặp bass treo hàng nội địa Nhật xịn sò thì em sẽ thanh lý với giá là 250.000 đồng nha. Anh em mua hàng thì vui lòng liên hệ với số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em, vui lòng nhấn nút đăng ký phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.